Vâng, xin chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với lại channel của mình. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái chủ đề hot của ngày hôm nay. Đó là cái quyển lịch. Quyển lịch này sẽ là quyển lịch âm lịch Việt Nam. Rất tiện lợi cho các anh chị bạn đang làm việc ở trên máy tính. Nếu là đang làm việc trên máy tính thì các anh chị bạn có thể cài nó nha. Đây, đầu tiên ta lít vào làm cho bạn thấy luôn. Đấy. Cái này là phần chúng ta có thể đồng bộ hóa với lại trình duyệt web luôn ha. Anh em ta không cần. Rồi, sau đó các bạn click vào trên góc nè, nó ra cái phần này, chúng ta click vào phần game để lên cái tab này. Đó, từ tab này chúng ta mới sổ ra. Ví dụ hôm nay là ngày 20 đúng không? Đây ngày phụ nữ Việt Nam đúng không các bạn? Đấy, nghĩa là lịch âm á thì là tháng 8, có nghĩa là ngày âm tháng 9 nè bạn, tháng 9 ha, tháng 9 nè, âm lịch là tháng 9 rồi, 4 tháng 9 âm lịch rồi. Thì ở trên tay của mình là ngày 20 tháng 10, 2020. Đó, và phần này mình sẽ gửi tặng các chị bạn cái đường link ở dưới mô tả ha. Còn không thì các anh chị bạn có thể copy đường link giống mình ha. Rồi mình bỏ lên YouTube web, rồi xuất hiện lên chúng ta cài đặt. Cài đặt xong thì khi trên máy tính cái chị làm việc mỗi ngày, ví dụ ta quên đi, nó ngày mấy, ta chỉ cần lít lên nó sổ ra ngay. Lịch âm và lịch dương cho chúng ta luôn, rất là gọn. Nha. Đấy. Rồi, ok. Cái phần hướng dẫn này nó chỉ là ngắn thôi. Ngày hôm nay ngày 20/10 thì mình làm những cái gì ngắn và xúc tích. Và có thể gửi đến các bạn những cái mà nó hay. Và nó giúp anh chị bạn có thể làm việc hiệu quả. Tuy là nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là lợi ích, rất là tiện ích cho các bạn. À, còn ngoài ra thì các anh chị bạn có thể vào cái trang list xem ngay .xyz của mình, hay hoặc lên Google gõ chữ list xem ngay. Rồi các anh chị bạn kéo xuống dưới đây. Đấy, sau những cái Facebook như thế này và video clip thế này thì đây có cái của mình đây. Đang đứng top cái từ khóa ha. Thấy chưa? Rồi. Còn không các anh chị cứ gõ là list xem ngay .xyz đấy. Là được vào đây. Vào đây thì các anh chị bạn click vào phần More để chúng ta tìm đến tiếp. Và ở đây là mình mới soạn ra cái kho thư viện hiệu ứng âm nhạc. Nó đến 283 GB nha. Thì đối với một cái Gmail như Arriver thì nó chỉ được 15 GB. Thì cái này thì các bạn chỉ việc sử dụng thôi ha. Đây, click vào đường link Driver thì nó sẽ ra đâu. Đây, sẽ ra bộ sau các bạn chọn âm thanh gì chúng ta cần sử dụng để chúng ta tải về. Rồi, ngoài ra nó còn rất là nhiều cái hay trên đây và dung lượng rất là lớn ha. À, sẵn ngày hôm nay thì ngày 20/10 các anh chị bạn nào yêu âm nhạc thì mình cũng giới thiệu cho bạn cái nơi để chúng ta biết. Đây, tuyển tập Pokemon nè ha, rất là nhiều. Tranh tải nhanh nè ha, tranh tải nhanh nè, tổng hợp nè, guitar nè, hay hoặc bạn nếu mà thích học guitar, chơi guitar thuần thục, hoặc học xóa khá này all in one, tức nghĩa tất cả trong một đấy, click vào trong cái hình này. Rồi bạn kéo xuống ha. Đây. Khóa học để hát 30 ngày guitar cơ bản đó. Đấy, được chưa? Rồi. Rất là nhiều ha. Đấy. Và bạn không thấy nó hiện cái phần trang á, các bạn nhấn click vào đây nha, more. Đấy. Thì xuống đây nó mới ra được cái phần trang nha. Nhiều anh chị hỏi xăm hình không thấy những cái này ha, thì các bạn phải click vào phần more trước thì nó hiện ra thì nó ta mới vào được ha. Rồi, lần nữa cảm ơn các bạn đã xem phần chia sẻ của mình. Đây là kết thúc. Chúc các bạn phụ nữ, quý chị phụ nữ ngày 20/10 thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc cũng như trong việc học tập. Một nữa xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với lại channel của mình. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái chủ đề hot của ngày hôm nay. Đó là cái quyển lịch. Quyển lịch này sẽ là quyển lịch âm lịch Việt Nam.
rất tiện lợi cho các anh chị bạn đang làm việc ở trên máy tính. Nếu là đang làm việc trên máy tính thì các anh chị bạn có thể cài nó nha. Đây, đầu tiên ta lít vào làm cho bạn thấy luôn. Đấy, cái này là phần chúng ta có thể đồng bộ hóa với lại trình duyệt web luôn ha, anh em ta không cần. Rồi sau đó các bạn lít vào trên góc này, nó ra phần này, chúng ta lít vào phần game để lên cái tab này đó. Từ tab này chúng ta mới sổ ra, ví dụ hôm nay là ngày 20 đúng không, đây ngày phụ nữ Việt Nam đúng không các bạn. Đấy, nghĩa là lịch âm á thì là tháng 8, có nghĩa là ngày ông tháng 9 nè bạn, tháng 9 ha, tháng 9 nè, âm lịch tháng 9 rồi, 4 tháng 9 âm lịch rồi. Thì ở trên tay của mình là ngày 20 tháng 10 2020 đó. Và phần này mình sẽ gửi tặng các chị bạn ở cái đường link ở dưới mô tả ha. Còn không á, thì các anh chị bạn có thể copy đường link giống mình ha, rồi mình bỏ lên YouTube web rồi xuất hiện lên chúng ta cài đặt. Cài đặt xong thì khi trên máy tính cái chị làm việc mỗi ngày, ví dụ ta quên đi nó ngày mấy, ta chỉ cần lít lên nó sổ ra ngay lịch âm và lịch dương cho chúng ta luôn, rất là gọn nha. Đấy rồi, ok, cái phần hướng dẫn này nó chỉ là ngắn thôi. Ngày hôm nay ngày 20/10 thì mình làm những cái gì ngắn và xúc tích, và có thể gửi đến các bạn những cái mà nó hay và nó giúp các anh chị bạn có thể làm việc hiệu quả. Tuy là nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là lợi ích, rất là tiện ích cho các bạn. À, còn ngoài ra thì các anh chị bạn có thể vào cái trang list xem ngay ở .xyz của mình, hay hoặc lên Google gõ chữ list xem ngay, rồi các anh chị bạn kéo xuống dưới đây. Đấy, sau những cái Facebook như thế này và video clip thế này thì đây có cái của mình, đây đang đứng top cái từ khóa ha, thấy chưa. Rồi còn không, các anh chị cứ gọi là list xem ngay .xyz đấy là được vào đây. Vào đây thì các anh chị bạn click vào phần More để chúng ta tìm đến tiếp, và ở đây là mình mới soạn ra cái kho thư viện hiệu ứng âm nhạc, nó đến 283 GB nha. Thì đối với một cái Gmail như Arriver thì nó chỉ được 15 GB, thì cái này thì các bạn chỉ việc sử dụng thôi ha. Đây, click vào đường link Driver thì nó sẽ ra đâu. Đây, sẽ là bộ sau các bạn chọn âm thanh gì chúng ta cần sử dụng để chúng ta tải về. Rồi, ngoài ra nó còn rất là nhiều cái hay trên đây và dung lượng rất là lớn ha. Sẵn ngày hôm nay thì ngày 20/10, các anh chị bạn nào yêu âm nhạc thì mình cũng giới thiệu cho bạn cái nơi để chúng ta biết. Đây, tuyển tập Pokemon nè ha, rất là nhiều. Tranh tải nhanh nè ha, tranh tải nhanh nè, tổng hợp nè, guitar nè, hay hoặc bạn nếu mà thích học guitar chơi guitar thuần thục, hoặc học xóa khá này all in one, tức nghĩa tất cả trong một đấy, lít vào trong cái hình này rồi bạn kéo xuống ha. Đây, khóa học để em hát 30 ngày guitar cơ bản đó, đấy thấy chưa. Rồi rất là nhiều ha. Đấy, và bạn không thấy nó hiện cái phần trang á, các bạn nhấn lít vào đây nha, more đấy, thì xuống đây nó mới ra được cái phần trang nha. Nhiều anh chị hỏi xăm hình không thấy những cái này ha, thì các bạn phải click vào phần more trước thì nó hiện ra, thì nó ta mới vào được ha. Rồi, lần nữa cảm ơn các bạn đã xem phần chia sẻ của mình. Đây là kết thúc. Chúc các bạn phụ nữ, quý chị em phụ nữ ngày 20/10 thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc cũng như trong việc học tập. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với lần hướng dẫn và chia sẻ ngày hôm nay của mình. Hôm nay mình chia sẻ về một cái khóa học rất là tâm đắc của mình, đó là All in One chất lượng. Cái khóa này phải chất lượng, tại vì sao? Chất lượng thì các bạn sẽ xem TikTok thì hiện tại nó đang một cái là đang thịnh hành, đang rất là hot, rất là nhiều người thích xem. Thì qua đó bạn có thể học qua cái khóa này của mình nha, dành cho những ai đăng ký trước nha, ưu tiên. Và các bạn sẽ có 12 bài và chúng ta phải làm được, và học xong thì bạn sẽ làm được ngay. Đi nha, một là bạn sẽ tìm nguồn video TikTok Việt Nam, hai là tìm nguồn video Duyên China, ba là tạo ảnh TikTok chuẩn SEO, bốn là tải video TikTok nó automatic trên điện thoại,
năm là dùng tool tải hàng loạt không logo ha, cả điện thoại và cả tool nha. Rồi khi các bạn tham gia khóa học thì cái tool này sẽ được cung cấp nha, để bạn có để chúng ta làm. Rồi cái này là những cái hiệu này vô bài bạn sẽ hiểu ha. Rồi chuyển đổi ngang hàng loạt số lượng lớn không. Rồi thiết kế bản chữ Photoshop nè, rồi Photoshop vào video như thế nào nè không, cài ứng dụng lấy link trên kênh TikTok thế giới nè, tải link thủ công bỏ vào tool auto nè, đăng video lên TikTok làm sao để có người xem nha. Đấy, cái phần TikTok để các bạn chỉ cần cơ bản là như vậy nha. Đấy thì mọi chi tiết và khóa học thì các bạn có thể liên hệ qua số 0933232820 để mình tư vấn cho bạn cái khóa học này ha. Chỉ dành cho những anh chị nào đang muốn làm TikTok, đang muốn tìm hiểu về TikTok và đang muốn sell những sản phẩm buôn bán của mình dựa trên TikTok, thay vì chúng ta phải bỏ tiền chạy quảng cáo nhiều, thì cái giải pháp này sẽ giúp cho các anh chị bạn sẽ đỡ tốn được cái kinh phí để chúng ta khỏi chạy quảng cáo trên TikTok nha. Đó, hoặc là làm lâu dài thì các anh chị có thể làm kiếm tiền ở trên TikTok luôn nha. Đây là cái khóa học gói gọn vào 12 bài được chưa? Và có được mình cung cấp tool để tải video hàng loạt và không có quảng cáo nha, để chúng ta làm việc như thế nào thì vô những bài học các bạn sẽ được học chi tiết. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem cái phần chia sẻ này của mình nha. Bạn nào cần học cái khóa học này thì một là comment email ở dưới video clip này của mình nha. Rồi còn hai thì các bạn sẽ và gọi cho mình hoặc cái này là hay vào Zalo, add Zalo mình thì sẽ được mình tư vấn cái khóa học này ha. Nha, cái này là khóa học chất như nước cất nha các bạn ha. Rồi, cái này là mới phần là theo khởi thôi là các bạn phải làm được rồi ha. Rồi sau đó còn những cái nâng cao của TikTok nữa thì vào một cái chương trình khác của mình nữa nha. Rồi, thôi mình xin kết thúc clip ở đây nha. Xin hẹn lại bạn vào những cái chương trình khác của mình. Xin chào và hẹn lại bạn. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi video clip chia sẻ của mình. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nha. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận những video clip mới, chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nha. Dưới đây là những video clip hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình chữ nhật phía dưới để xem video clip nha. Chúc các bạn xem video clip vui vẻ và chúc các bạn thành công. Chào các bạn.